Này thiện hiện, Đại Bồ Tát quán nhãn xứ hoặc thường hoặc vô thường, đó là hí luận. Quán nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ hoặc thường hoặc vô thường, đó là hí luận. Quán nhãn xứ hoặc lạc hoặc khổ, đó là hí luận. Quán nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ hoặc lạc hoặc khổ, đó là hí luận. Quán nhãn xứ hoặc ngã hoặc vô ngã, đó là hí luận. Quán nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ hoặc ngã hoặc vô ngã, đó là hí luận. Quán nhãn xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh, đó là hí luận. Quán nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh, đó là hí luận. Quán nhãn xứ hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, đó là hí luận. Quán nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, đó là hí luận. Quán nhãn xứ hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, đó là hí luận. Quán nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, đó là hí luận. Quán nhãn xứ hoặc là sở biến tri hoặc chẳng phải là sở biến tri, đó là hí luận. Quán nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ hoặc là sở biến tri hoặc chẳng phải là sở biến tri, đó là hí luận. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát, quán sắc xứ hoặc thường hoặc vô thường, đó là hí luận. Quán thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc thường hoặc vô thường, đó là hí luận. Quán sắc xứ hoặc lạc hoặc khổ, đó là hí luận. Quán thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc lạc hoặc khổ, đó là hí luận. Quán sắc xứ hoặc ngã hoặc vô ngã, đó là hí luận. Quán thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc ngã hoặc vô ngã, đó là hí luận. Quán sắc xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh, đó là hí luận. Quán thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh, đó là hí luận. Quán sắc xứ hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, đó là hí luận. Quán thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, đó là hí luận. Quán sắc xứ hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, đó là hí luận. Quán thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, đó là hí luận. Quán sắc xứ hoặc là sở biến tri hoặc chẳng phải là sở biến tri, đó là hí luận. Quán thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc là sở biến tri hoặc chẳng phải là sở biến tri, đó là hí luận. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát quán nhãn giới hoặc thường hoặc vô thường, đó là hí luận. Quán nhĩ tĩ thiệt thân ý giới hoặc thường hoặc vô thường, đó là hí luận. Quán nhãn giới hoặc lạc hoặc khổ, đó là hí luận. Quán nhĩ tĩ thiệt thân ý giới hoặc lạc hoặc khổ, đó là hí luận. Quán nhãn giới hoặc ngã hoặc vô ngã, đó là hí luận. Quán nhĩ tĩ thiệt thân ý giới hoặc ngã hoặc vô ngã, đó là hí luận. Quán nhãn giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, đó là hí luận. Quán nhĩ tĩ thiệt thân ý giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, đó là hí luận. Quán nhãn giới hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, đó là hí luận. Quán nhĩ tĩ thiệt thân ý giới hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, đó là hí luận. Quán nhãn giới hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, đó là hí luận. Quán nhĩ tĩ thiệt thân ý giới hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, đó là hí luận. Quán nhãn giới hoặc là sở biến tri hoặc chẳng phải là sở biến tri, đó là hí luận. Quán nhĩ tĩ thiệt thân ý giới hoặc là sở biến tri hoặc chẳng phải là sở biến tri, đó là hí luận. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát quán sắc giới hoặc thường hoặc vô thường, đó là hí luận. Quán thanh hương vị xúc pháp giới hoặc thường hoặc vô thường, đó là hí luận. Quán sắc giới hoặc lạc hoặc khổ, đó là hí luận. Quán thanh hương vị xúc pháp giới hoặc lạc hoặc khổ, đó là hí luận. Quán sắc giới hoặc ngã hoặc vô ngã, đó là hí luận. Quán thanh hương vị xúc pháp giới hoặc ngã hoặc vô ngã, đó là hí luận. Quán sắc giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, đó là hí luận. Quán thanh hương vị xúc pháp giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, đó là hí luận. Quán sắc giới hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, đó là hí luận. Quán thanh hương vị xúc pháp giới hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, đó là hí luận. Quán sắc giới hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, đó là hí luận. Quán thanh hương vị xúc pháp giới hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, đó là hí luận. Quán sắc giới hoặc là sở biến tri hoặc chẳng phải là sở biến tri, đó là hí luận. Quán thanh hương vị xúc pháp giới hoặc là sở biến tri hoặc chẳng phải là sở biến tri, đó là hí luận. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát quán nhãn thức giới hoặc thường hoặc vô thường, đó là hí luận. Quán nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới hoặc thường hoặc vô thường, đó là hí luận. Quán nhãn thức giới hoặc lạc hoặc khổ, đó là hí luận. Quán nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới hoặc lạc hoặc khổ, đó là hí luận. Quán nhãn thức giới hoặc ngã hoặc vô ngã, đó là hí luận. Quán nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới hoặc ngã hoặc vô ngã, đó là hí luận. Quán nhãn thức giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, đó là hí luận. Quán nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, đó là hí luận. Quán nhãn thức giới hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, đó là hí luận.
Quán nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, đó là hỷ luận. Quán nhãn thức giới hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, đó là hỷ luận. Quán nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, đó là hỷ luận. Quán nhãn thức giới hoặc là sở biến tri hoặc chẳng phải là sở biến tri, đó là hỷ luận. Quán nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới hoặc là sở biến tri hoặc chẳng phải là sở biến tri, đó là hỷ luận. Này thiện hiện đại bồ tát, quán nhãn xúc hoặc thường hoặc vô thường, đó là hỷ luận. Quán nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc hoặc thường hoặc vô thường, đó là hỷ luận. Quán nhãn xúc hoặc lạc hoặc khổ, đó là hỷ luận. Quán nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc hoặc lạc hoặc khổ, đó là hỷ luận. Quán nhãn xúc hoặc ngã hoặc vô ngã, đó là hỷ luận. Quán nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc hoặc ngã hoặc vô ngã, đó là hỷ luận. Quán nhãn xúc hoặc tịnh hoặc bất tịnh, đó là hỷ luận. Quán nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc hoặc tịnh hoặc bất tịnh, đó là hỷ luận. Quán nhãn xúc hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, đó là hỷ luận. Quán nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, đó là hỷ luận. Quán nhãn xúc hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, đó là hỷ luận. Quán nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, đó là hỷ luận. Quán nhãn xúc hoặc là sở biến tri hoặc chẳng phải là sở biến tri, đó là hỷ luận. Quán nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc hoặc là sở biến tri hoặc chẳng phải là sở biến tri, đó là hỷ luận. Này thiện hiện đại bồ tát, quán các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc thường hoặc vô thường, đó là hỷ luận. Quán các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra hoặc thường hoặc vô thường, đó là hỷ luận. Quán các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc hoặc khổ, đó là hỷ luận. Quán các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc hoặc khổ, đó là hỷ luận. Quán các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã hoặc vô ngã, đó là hỷ luận. Quán các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã hoặc vô ngã, đó là hỷ luận. Quán các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh, đó là hỷ luận. Quán các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh, đó là hỷ luận. Quán các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, đó là hỷ luận. Quán các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, đó là hỷ luận. Quán các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, đó là hỷ luận. Quán các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, đó là hỷ luận. Quán các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc là sở biến tri hoặc chẳng phải là sở biến tri, đó là hỷ luận. Quán các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra hoặc là sở biến tri hoặc chẳng phải là sở biến tri, đó là hỷ luận. Này thiện hiện đại bồ tát, quán địa giới hoặc thường hoặc vô thường, đó là hỷ luận. Quán thủy hỏa phong không thức giới hoặc thường hoặc vô thường, đó là hỷ luận. Quán địa giới hoặc lạc hoặc khổ, đó là hỷ luận. Quán thủy hỏa phong không thức giới hoặc lạc hoặc khổ, đó là hỷ luận. Quán địa giới hoặc ngã hoặc vô ngã, đó là hỷ luận. Quán thủy hỏa phong không thức giới hoặc ngã hoặc vô ngã, đó là hỷ luận. Quán địa giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, đó là hỷ luận. Quán thủy hỏa phong không thức giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, đó là hỷ luận. Quán địa giới hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, đó là hỷ luận. Quán thủy hỏa phong không thức giới hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, đó là hỷ luận. Quán địa giới hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, đó là hỷ luận. Quán thủy hỏa phong không thức giới hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, đó là hỷ luận. Quán địa giới hoặc là sở biến tri hoặc chẳng phải là sở biến tri, đó là hỷ luận. Quán thủy hỏa phong không thức giới hoặc là sở biến tri hoặc chẳng phải là sở biến tri, đó là hỷ luận. Này thiện hiện đại bồ tát, quán vô minh hoặc thường hoặc vô thường, đó là hỷ luận. Quán hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não hoặc thường hoặc vô thường, đó là hỷ luận. Quán vô minh hoặc lạc hoặc khổ, đó là hỷ luận. Quán hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não hoặc lạc hoặc khổ, đó là hỷ luận. Quán vô minh hoặc ngã hoặc vô ngã, đó là hỷ luận. Quán hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não hoặc ngã hoặc vô ngã, đó là hỷ luận. Quán vô minh hoặc tịnh hoặc bất tịnh, đó là hỷ luận. Quán hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não hoặc tịnh hoặc bất tịnh, đó là hỷ luận. Quán vô minh hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, đó là hỷ luận. Quán hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, đó là hỷ luận.
Quán vô minh hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly đó là hỷ luận. Quán hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly đó là hỷ luận. Quán vô minh hoặc là sở biến tri hoặc chẳng phải là sở biến tri đó là hỷ luận. Quán hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não hoặc là sở biến tri hoặc chẳng phải là sở biến tri đó là hỷ luận. Này thiện hiện đại bồ tát, quán bố thí ba la mật đa hoặc thường hoặc vô thường đó là hỷ luận. Quán tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa hoặc thường hoặc vô thường đó là hỷ luận. Quán bố thí ba la mật đa hoặc lạc hoặc khổ đó là hỷ luận. Quán tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa hoặc lạc hoặc khổ đó là hỷ luận. Quán bố thí ba la mật đa hoặc ngã hoặc vô ngã đó là hỷ luận. Quán tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa hoặc ngã hoặc vô ngã đó là hỷ luận. Quán bố thí ba la mật đa hoặc tịnh hoặc bất tịnh đó là hỷ luận. Quán tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa hoặc tịnh hoặc bất tịnh đó là hỷ luận. Quán bố thí ba la mật đa hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh đó là hỷ luận. Quán tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh đó là hỷ luận. Quán bố thí ba la mật đa hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly đó là hỷ luận. Quán tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly đó là hỷ luận. Quán bố thí ba la mật đa hoặc là sở biến tri hoặc chẳng phải là sở biến tri đó là hỷ luận. Quán tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa hoặc là sở biến tri hoặc chẳng phải là sở biến tri đó là hỷ luận. Này thiện hiện đại bồ tát, quán pháp không nội hoặc thường hoặc vô thường đó là hỷ luận. Quán pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh hoặc thường hoặc vô thường đó là hỷ luận. Quán pháp không nội hoặc lạc hoặc khổ đó là hỷ luận. Quán pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh hoặc lạc hoặc khổ đó là hỷ luận. Quán pháp không nội hoặc ngã hoặc vô ngã đó là hỷ luận. Quán pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh hoặc ngã hoặc vô ngã đó là hỷ luận. Quán pháp không nội hoặc tịnh hoặc bất tịnh đó là hỷ luận. Quán pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh hoặc tịnh hoặc bất tịnh đó là hỷ luận. Quán pháp không nội hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh đó là hỷ luận. Quán pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh đó là hỷ luận. Quán pháp không nội hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly đó là hỷ luận. Quán pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly đó là hỷ luận. Quán pháp không nội hoặc là sở biến tri hoặc chẳng phải là sở biến tri đó là hỷ luận. Quán pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh hoặc là sở biến tri hoặc chẳng phải là sở biến tri đó là hỷ luận. Này thiện hiện đại bồ tát, quán chân như hoặc thường hoặc vô thường đó là hỷ luận. Quán pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, hoặc thường hoặc vô thường đó là hỷ luận. Quán chân như hoặc lạc hoặc khổ đó là hỷ luận. Quán pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ hoặc lạc hoặc khổ đó là hỷ luận. Quán chân như hoặc ngã hoặc vô ngã đó là hỷ luận. Quán pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ hoặc ngã hoặc vô ngã đó là hỷ luận. Quán chân như hoặc tịnh hoặc bất tịnh đó là hỷ luận. Quán pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ hoặc tịnh hoặc bất tịnh đó là hỷ luận. Quán chân như hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh đó là hỷ luận. Quán pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh đó là hỷ luận. Quán chân như hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly đó là hỷ luận. Quán pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly đó là hỷ luận. Quán chân như hoặc là sở biến tri hoặc chẳng phải là sở biến tri đó là hỷ luận. Quán pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ hoặc là sở biến tri hoặc chẳng phải là sở biến tri đó là hỷ luận. Này thiện hiện đại bồ tát, quán bốn niệm trụ hoặc thường hoặc vô thường đó là hỷ luận. Quán bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo hoặc thường hoặc vô thường đó là hỷ luận.
quán bốn niệm trụ, hoặc lạc hoặc khổ, đó là hí luận. Quán bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, hoặc lạc hoặc khổ, đó là hí luận. Quán bốn niệm trụ, hoặc ngã hoặc vô ngã, đó là hí luận. Quán bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, hoặc ngã hoặc vô ngã, đó là hí luận. Quán bốn niệm trụ, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, đó là hí luận. Quán bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, đó là hí luận. Quán bốn niệm trụ, hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, đó là hí luận. Quán bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, đó là hí luận. Quán bốn niệm trụ, hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, đó là hí luận. Quán bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, đó là hí luận. Quán bốn niệm trụ, hoặc là sở biến chi hoặc chẳng phải là sở biến chi, đó là hí luận. Quán bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, hoặc là sở biến chi, hoặc chẳng phải là sở biến chi, đó là hí luận. Này thiện hiện Đại Bồ Tát, quán thánh đế khổ hoặc thường hoặc vô thường, đó là hí luận. Quán thánh đế tập diệt đạo hoặc thường hoặc vô thường, đó là hí luận. Quán thánh đế khổ hoặc lạc hoặc khổ, đó là hí luận. Quán thánh đế tập diệt đạo hoặc lạc hoặc khổ, đó là hí luận. Quán thánh đế khổ hoặc ngã hoặc vô ngã, đó là hí luận. Quán thánh đế tập diệt đạo hoặc ngã hoặc vô ngã, đó là hí luận. Quán thánh đế khổ hoặc tịnh hoặc bất tịnh, đó là hí luận. Quán thánh đế tập diệt đạo hoặc tịnh hoặc bất tịnh, đó là hí luận. Quán thánh đế khổ hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, đó là hí luận. Quán thánh đế tập diệt đạo hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, đó là hí luận. Quán thánh đế khổ hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, đó là hí luận. Quán thánh đế tập diệt đạo hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, đó là hí luận. Quán thánh đế khổ hoặc là sở biến chi hoặc chẳng phải là sở biến chi, đó là hí luận. Quán thánh đế tập diệt đạo hoặc là sở biến chi hoặc chẳng phải là sở biến chi, đó là hí luận. Này thiện hiện Đại Bồ Tát, quán bốn tịnh lự hoặc thường hoặc vô thường, đó là hí luận. Quán bốn vô lượng, bốn định vô sắc hoặc thường hoặc vô thường, đó là hí luận. Quán bốn tịnh lự hoặc lạc hoặc khổ, đó là hí luận. Quán bốn vô lượng, bốn định vô sắc hoặc lạc hoặc khổ, đó là hí luận. Quán bốn tịnh lự hoặc ngã hoặc vô ngã, đó là hí luận. Quán bốn vô lượng, bốn định vô sắc hoặc ngã hoặc vô ngã, đó là hí luận. Quán bốn tịnh lự hoặc tịnh hoặc bất tịnh, đó là hí luận. Quán bốn vô lượng, bốn định vô sắc hoặc tịnh hoặc bất tịnh, đó là hí luận. Quán bốn tịnh lự hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, đó là hí luận. Quán bốn vô lượng, bốn định vô sắc hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, đó là hí luận. Quán bốn tịnh lự hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, đó là hí luận. Quán bốn vô lượng, bốn định vô sắc hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, đó là hí luận. Quán bốn tịnh lự hoặc là sở biến chi hoặc chẳng phải là sở biến chi, đó là hí luận. Quán bốn vô lượng, bốn định vô sắc hoặc là sở biến chi hoặc chẳng phải là sở biến chi, đó là hí luận. Này thiện hiện Đại Bồ Tát, quán tám giải thoát hoặc thường hoặc vô thường, đó là hí luận. Quán tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ hoặc thường hoặc vô thường, đó là hí luận. Quán tám giải thoát hoặc lạc hoặc khổ, đó là hí luận. Quán tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ hoặc lạc hoặc khổ, đó là hí luận. Quán tám giải thoát hoặc ngã hoặc vô ngã, đó là hí luận. Quán tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ hoặc ngã hoặc vô ngã, đó là hí luận. Quán tám giải thoát hoặc tịnh hoặc bất tịnh, đó là hí luận. Quán tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh, đó là hí luận. Quán tám giải thoát hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, đó là hí luận. Quán tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, đó là hí luận. Quán tám giải thoát hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, đó là hí luận. Quán tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, đó là hí luận. Quán tám giải thoát hoặc là sở biến chi hoặc chẳng phải là sở biến chi, đó là hí luận. Quán tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ hoặc là sở biến chi hoặc chẳng phải là sở biến chi, đó là hí luận. Này thiện hiện Đại Bồ Tát, quán pháp môn tam ma địa hoặc thường hoặc vô thường, đó là hí luận. Quán pháp môn đà la ni hoặc thường hoặc vô thường, đó là hí luận. Quán pháp môn tam ma địa hoặc lạc hoặc khổ, đó là hí luận.
Quán pháp môn Đà La Ni hoặc lạc hoặc khổ, đó là hỷ luận. Quán pháp môn Tam Ma Địa hoặc ngã hoặc vô ngã, đó là hỷ luận. Quán pháp môn Đà La Ni hoặc ngã hoặc vô ngã, đó là hỷ luận. Quán pháp môn Tam Ma Địa hoặc tịnh hoặc bất tịnh, đó là hỷ luận. Quán pháp môn Đà La Ni hoặc tịnh hoặc bất tịnh, đó là hỷ luận. Quán pháp môn Tam Ma Địa hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, đó là hỷ luận. Quán pháp môn Đà La Ni hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, đó là hỷ luận. Quán pháp môn Tam Ma Địa hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, đó là hỷ luận. Quán pháp môn Đà La Ni hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, đó là hỷ luận. Quán pháp môn Tam Ma Địa hoặc là sở biến tri hoặc chẳng phải là sở biến tri, đó là hỷ luận. Quán pháp môn Đà La Ni hoặc là sở biến tri hoặc chẳng phải là sở biến tri, đó là hỷ luận. Này thiện hiện đại Bồ Tát, quán pháp môn giải thoát không hoặc thường hoặc vô thường, đó là hỷ luận. Quán pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện hoặc thường hoặc vô thường, đó là hỷ luận. Quán pháp môn giải thoát không hoặc lạc hoặc khổ, đó là hỷ luận. Quán pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện hoặc lạc hoặc khổ, đó là hỷ luận. Quán pháp môn giải thoát không hoặc ngã hoặc vô ngã, đó là hỷ luận. Quán pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện hoặc ngã hoặc vô ngã, đó là hỷ luận. Quán pháp môn giải thoát không hoặc tịnh hoặc bất tịnh, đó là hỷ luận. Quán pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện hoặc tịnh hoặc bất tịnh, đó là hỷ luận. Quán pháp môn giải thoát không hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, đó là hỷ luận. Quán pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, đó là hỷ luận. Quán pháp môn giải thoát không hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, đó là hỷ luận. Quán pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, đó là hỷ luận. Quán pháp môn giải thoát không hoặc là sở biến tri hoặc chẳng phải là sở biến tri, đó là hỷ luận. Quán pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện hoặc là sở biến tri hoặc chẳng phải là sở biến tri, đó là hỷ luận. Này thiện hiện đại Bồ Tát, quán bậc cực hỷ hoặc thường hoặc vô thường, đó là hỷ luận. Quán bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân hoặc thường hoặc vô thường, đó là hỷ luận. Quán bậc cực hỷ hoặc lạc hoặc khổ, đó là hỷ luận. Quán bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân hoặc lạc hoặc khổ, đó là hỷ luận. Quán bậc cực hỷ hoặc ngã hoặc vô ngã, đó là hỷ luận. Quán bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân hoặc ngã hoặc vô ngã, đó là hỷ luận. Quán bậc cực hỷ hoặc tịnh hoặc bất tịnh, đó là hỷ luận. Quán bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân hoặc tịnh hoặc bất tịnh, đó là hỷ luận. Quán bậc cực hỷ hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, đó là hỷ luận. Quán bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, đó là hỷ luận. Quán bậc cực hỷ hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, đó là hỷ luận. Quán bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, đó là hỷ luận. Quán bậc cực hỷ hoặc là sở biến tri hoặc chẳng phải là sở biến tri, đó là hỷ luận. Quán bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân hoặc là sở biến tri hoặc chẳng phải là sở biến tri, đó là hỷ luận. Này thiện hiện đại Bồ Tát, quán năm loại mắt hoặc thường hoặc vô thường, đó là hỷ luận. Quán sáu phép thần thông hoặc thường hoặc vô thường, đó là hỷ luận. Quán năm loại mắt hoặc lạc hoặc khổ, đó là hỷ luận. Quán sáu phép thần thông hoặc lạc hoặc khổ, đó là hỷ luận. Quán năm loại mắt hoặc ngã hoặc vô ngã, đó là hỷ luận. Quán sáu phép thần thông hoặc ngã hoặc vô ngã, đó là hỷ luận. Quán năm loại mắt hoặc tịch tịnh hoặc bất tịnh,